Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái dự án Avocado Round 3. Round trước thì Round 2 thì đã có cái thông tin về winner list rồi, mọi người có thể check nhé. Round này thì giới hạn là 12 1200 slot, 200 top và 1000 random các bạn nhé. Đấy, chúng ta sẽ làm ở trên nền tảng glam.io. Bạn nào mà chưa tham gia dự án này thì các bạn đăng ký và làm theo hướng dẫn của mình nhé. Hôm trước mình bảo là cái hình quả gì ấy mà mình cũng quên luôn rồi. AVO Web 3. BUSD này nó sẽ có những cái ví này, chúng này chỉ cần lucky một ví thôi là chúng ta có 2 3 triệu rồi. Ở bên này thôi mình làm rồi, chúng ta chuyển sang bên này nhé. Đây đây đây, chúng ta sẽ làm ở bên này. Ok, chúng ta sẽ làm ở trên nền tảng glam.io mọi người nhé. Đây, chúng ta sẽ dán vào ví BSC. Đây là flow nhất Twitter. Round 2 thì mình tham gia rồi, vì thế cho nên nó đã theo rồi. Cái này thì red tweet thôi nhé các bạn nhé. Trời ơi sao mà bắt tôi red tweet 2 3 cái vậy? Ít thôi. Họ cũng có bán ở trên pin sale mọi người nhé. Bản IDO. Đây các bạn ấn vào continue là được. Các bạn retrain lại bài này nhé. Tweet bài này luôn. Tí nữa nhá, tí nữa tweet sau nhá. Đừng có làm luôn một lúc mà nó lại đánh spam mình. Mấy cái visit này thì mọi người visit luôn đi nhá. Nó cũng chỉ là đến xem cái ấy của nó thôi. Đây cái quả gì hôm trước mình bảo đây nhỉ? Nghe này. Mãng cầu không phải. Đấy, view 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 cái này. Continue tiếp. Cái nào visit thì mình ấy nhá, mình visit trước này. Cái này thì là tweet hả? Tweet luôn. Rồi, hey, bán ở pin sale đây mọi người ơi, 5 đây nữa là nó bán nhá. Đây. Continue. Visit. Cái nào visit là ấn luôn. Mấy cái nhiệm vụ visit thì quá là đơn giản thôi. Sợ là nó bắt mình làm mấy cái nhiệm vụ nó khó hơn, chứ còn nhảy nhiệm vụ này đơn giản thôi. Min mua là 0,1 và max là 5 BNB. Nó
nó bảo tìm cái lau spa của nó, tìm làm cái gì? Không cần tìm. Đây là chúng ta sẽ cái này thì xong rồi nhỉ? Visit xong rồi, join đít cao. Đít cao hình như là cái vùng 2 mình cũng đã theo rồi, chắc là cũng đã theo rồi. Thử xem nhé. Verify ở đâu? Welcome này. Event này. Rồi. Rồi Telegram. Vòng kia thì mình coi rồi cho nên mình tích V một cái thôi là được. Ở dưới này extra thêm 10 point nữa. Còn đây là link nhé. Chúng ta sẽ copy lấy link giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia các bạn nhé. Đấy, mong là chúng ta trúng 3.000 BUSD này này. Mấy cái giải đặc biệt này này. Đấy, hôm trước có một số bạn trúng rồi đấy. Mình thì mình không trúng cái BUSD mà mình lại trúng cái AVO thôi. Đấy. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án này nhé. Mình sẽ để link bên dưới video phần mô tả hoặc là phần hiển thị thêm cho các bạn cùng tham gia dự án này. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn ở dự án này nhé và hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.